Mobi. Vào ngay đi chơi gì? AFK Mobi. Bao game chất lượng chơi ngay không phải nghỉ. AFK Mobi. Game thủ sẽ được nhập vai một người cơ khí hóa và bắt đầu cuộc hành trình khám phá một hòn đảo bí ẩn khi đến với trò chơi Emon. Trong game bạn sẽ được vào vai một người cơ khí hóa có tên là Trân Diên, bỗng nhiên thức dậy ở rìa của một hòn đảo bí ẩn. Từ đây bạn sẽ bắt đầu cuộc hành trình điều khiển nhân vật Trân Diên của chúng ta phi lưu và khám phá hòn đảo bí ẩn này. Hòn đảo là nơi có những sinh vật bằng đá sinh sống, có tồn tại một số tòa siêu văn minh, có những sinh vật màu tím xuất hiện vào những thời điểm nhất định trong ngày và nhiều hiện tượng bất thường diễn ra thường xuyên, khiến cho hòn đảo này ngoài bí ẩn ra thì còn là một nơi đầy nguy hiểm mà người chơi cần lưu ý. Ngoài ra trong quá trình khám phá hòn đảo bí ẩn này thì bạn và Trân Diên sẽ có cơ hội gặp gỡ được các nhân vật khác, đồng thời còn được họ đồng hành cùng trong cuộc hành trình khám phá hòn đảo cũng như hỗ trợ chiến đấu trong những cuộc đụng độ với những sinh vật kỳ lạ trên đảo. Bên cạnh đó, bằng cách chiến đấu đánh bại các sinh vật kỳ bí có trên hòn đảo bí ẩn này thì game thủ sẽ nhận về được các loại tài nguyên khác nhau để sử dụng trong các tính năng phát triển sức mạnh của nhân vật. Emon, có gì hấp dẫn người chơi? Đồ họa 3D đẹp mắt cùng tạo hình nhân vật độc đáo theo phong cách anime. Lối chơi nhập vai hành động kết hợp với yếu tố phiêu lưu khám phá khá cuốn. Hòn đảo khá lớn với nhiều sinh vật kỳ bí khác nhau và thậm chí có cả kho báu. Có vật phẩm Illusion Stone cho phép sử dụng biến đổi ngoại hình của nhân vật. Nhiều tính năng khác nhau để bạn phát triển sức mạnh cho nhân vật của mình. Quyền ở AFK Mobi, kho mini game tuyệt vời hoang mỹ, nơi mọi người vui cười không sầu bi. Qua tới thế cao, cho nhiều quá đi.